Dạ con xin mến chào ông bà cô chú các anh chị đang xem kênh nhóm miền Tây. Chào cả nhà. Hiện nay cha con rời qua cái đồng này đang chảy nước à. Đang tiếp tục bắt cá đây. Coi như thế nào ạ? Ok. Này, cũng 2 giờ. Cặp cái nhà. Ơi, cặp này nó bự. Một bự mà trái bự luôn. Ừ, hai con bằng cỡ luôn. Nhưng nó phải dễ bắt nha. Kinh dữ á. Ôi ơi, nó khẩu sầu nó cá. Nó cặp. Ếch nó nhảy nè cả nhà. Con chụp đừng con ếch nè chơi. Con ếch này của em ếch được gì á. Anh chụp đựng hết. Có bắt được hả? Dạ. Anh hai nó chạy nhảy lên. Hay dữ tiền. Thấy ba con dưới đây rồi mà nó. Ôi dồi. Cái này ở cặp mét không mà. Cặp có nước chứ hết. Hỏi mắt lết rồi lại như vậy. Rồi gọi rồi gọi nhìn mấy nó chưa ngất rồi nữa nha. Bạch cải luôn. Dạ ếch cái. Dạ. Quá giỏi. Quá giỏi. Em đã buồn ngủ chưa? Dạ. Có một
có cái đó buồn ngủ rồi. Có ếch nó hay gì chơi. Này chơi. Bắt nè. Quá. Okay. Cho đỡ buồn ngủ ấy. Gì đứng này chơi? Sắp hay gì? Dạ, lẻ chơi. Đây, anh thấy mà. Bỏ cặp tàn ở con ếch trái. Trời ơi. Nó tuyết, nó trái nó bự. Con ếch trái rồi. Nó tan ra đó ha. Dạ rồi. Đó rồi. Để gì nặng liền. Là gần sáng rồi ếch nhát. Ê rồi. Này cũng 4 giờ sáng cả nhà. Bây giờ còn không đi xe ếch nữa. Nè. 2 giờ đi tới 4 giờ được nhiều rồi. Cũng nhiều quá cha. Bốn giờ mấy rồi. Ếch hồi đêm hôm mấy cho con đi soi được nè cả nhà. Hồi nãy Trăng có căng rồi được 2,3 kg. Cũng nhiều hơn bữa hôm trước cả nhà. Càng ngày càng nhiều. Đây cũng ít bự có, ít nhỏ có. Vậy hồi tối mấy cho con đi soi thành quả cũng được như nè cả nhà. Hôm nay ếch này sẽ làm 2 món. Một món thì sẽ kho gừng với một món xào dưa leo. Rồi giờ em sẽ đút ớt để xào dưa leo cho bột ngọt.
đường. Hạt nêm. Mấy con ếch bự mấy chị em mặn để xào cả nhà. Còn cái phần ếch này thì mình sẽ kho với gừng. Xào dưa leo, mấy chị em có chuẩn bị dưa leo sẵn rồi nè. Dưa leo này là dưa leo nụ nhỏ nhỏ, xào lên nó ngọt. Cho gừng vô luôn cho nó hấm. Ớt nó cũng gần chín rồi nè, giờ em sẽ cho vô đây vô. Nó sống nhưng mình không có bông. Có bông đó em. Dạ hả? Bông mà hồng ra luôn nó tệ.
sợ vô đây nãy giờ sợ một trứng rồi nè, giờ thêm cho hành vô. Này cho tiêu vô luôn. Ếch kho gần em ba kho cũng chín luôn rồi nè cả nhà. Ếch xào dưa leo với kho gừng mấy chị em nấu chín này cả nhà. Con xin mời cậu dùng cơm, xin mời cả nhà dùng cơm luôn nha. Nên giờ mất làm cũng chuyện đó, nó cháu đi bắt ban đêm cả nhà không có lên đi làm nữa được. Bữa nay tới giờ ăn cơm nên mời cả nhà ăn cơm nha. Mời cả nhà. Ngon. Được hả cậu? Rồi mời cả nhà luôn nha. Ăn đùi lắm ngon. Ngọt ha. Vừa tới vậy ngọt, giòn. Dạ mà cái này nha. Dạ xin mời cái nhà. Hôm nay cha đi làm bơm rồi cả nhà, có chừa cho cha rồi, chưa cha về cha ăn sao. Cảm ơn nha. Hôm nay đi biết mệt mỏi, lu bu cho ăn đó vô bổ dưỡng cậu. Ngày nào ăn anh Nho cũng nhắc cậu. Chứ không có cậu, anh cha cũng không ăn, bầu lòng của mình con hử mà. Đang làm thái nhất cái này nè. Cái giò trước dưới cái bụng của nó. Biết sao nó có cái miếng sạch cái dưới ra dọn nó là mấy giờ dừng lại rồi con đem đi không bỏ được, cũng hâm bỏ chắc cũng đem dọ mấy cỡ đi lên nước thì ngon lắm mà tối rồi mấy chỗ đó không có. Nhưng mà nó chạy kiếm chỗ khác nữa. Đi bắt là mình có đi dọ rồi đó. Rồi tối mình chạy ngay chăn chỗ đó. Không có ếch. Éo lè chỗ đó đó. Đa số là có đi dọ hết rồi mình mới đi. Mình coi mấy chỗ nào mới lên nước á. Dạ. Yeah. Cái gì thì không có ếch. Làm như có hôn hay sao anh ơi, ngày nào đi soi cũng mất 1 tiếng 2 tiếng, càng về sáng cái nó mới có ếch mới trúng. Nói chung là ngày trước là nặng nặng lao đao á, ngày sau cũng vậy đúng không? Đi đồng bắt cá cũng vậy à. Dạ. Sáng mà vô đi bắt cũng lẹo ẹo không có mà đi thấy chưa thì làm vô mánh tầm giữa tầm cuối là lắm phải không? Đi hồi ông tà bà cậu dắt đúng nè, đúng chỗ. Nói chung là ổng thấy mình chuyên kỳ giờ ổng cho ăn à. Đêm trước con đi với anh Nho, cái anh Nho nói thôi về em ơi, sáng mình đi làm chứ soi mấy tiếng hồ vậy không có ếch. Thôi gắng đi anh, chưa tới sáng mà cố gắng hồi được 2 kg. Thôi nó gặp cái cục á, mau. Dạ. Hôm cục ếch nó nhiều lắm, là cái lúa xanh đó, dạ. Cái lần hơn gan tay này. Đâu thấy đó không? Ở đây kiểu kinh khủng luôn.
tới giờ không ăn ớt sao gần sao gần ăn thơm quá. Bình thường là món vịt sầu gừng hay cậu? Thịt vịt sầu gừng, gà sầu gừng. Nay mình có ớt. Ớt sầu gừng ngon. Mới làm lần đầu tiên. Cái món này nè, phải đi đầm quéo ếch dính được nhiêu đây ra đầm mà làm luôn cái này nó dở chặn ăn mới dở chặn. Hôm sau trên đó ít bự mà. Đúng rồi, sáng em màng em thấy bự không à. Rồi nhấp đi. Cậu, dù làm nguồn nhất đấy.